100 ấy, anh Bình với anh Hiếu ạ. À. Đấy, ví dụ thằng chú em bộ này nó là phó tịch của huyện, nó phụ trách về lĩnh vực này. Tôi cũng đang nhắm ví dụ dưới đấy, nhắm xem là ví dụ khu đô thị nó ngay giáp đầu đường 100 đi rồi, quá gần luôn. Đấy, gần quê mình nữa. Nó quy hoạch rất đẹp. À. Thế là quê gốc của mình ở chỗ nào? Quê gốc đấy đang nói chuyện đấy. Bình Xuyên. Đạo Đức Bình Xuyên đấy. Bình Xuyên. À, dưới Đạo Đức đấy. Nó bên đầu đường 100 này. Trên đấy có kéo rất đẹp. Đây cái nơi tổ chức đang ngay chỗ nhà cao tầng này này. Cái đường này là chạy thẳng là ra đi thẳng là về Hà Nội.